VTV6, phim 360, phim mới trên toàn thế giới. Cổ Dài, Hứa Uyển Sơn, Hứa Tử Ngôn. Tài xế có đi không? Đi chứ. Cô đi đâu? Ra sân bay. Cô đi đón người hay là đi máy bay? Đi máy bay. Tôi tra được còn một chuyến 9 giờ rưỡi bay đi Thượng Hải. Thời gian chắc vẫn còn kịp chứ. 9 giờ rưỡi? Vậy thì chắc chắn không kịp rồi. Từ đây lái tới sân bay đã 40 phút rồi. Hay là chị hãy lái nhanh một chút thử xem. Được. Thử nha. Được, cảm ơn. Gần lắm. Cảm ơn chị. Là tới mà. Đi đi. Đi ha. Cô ơi, cô làm vậy? Tôi không đi nữa. Hả? Thấy chưa? Sao rồi? Tôi đã nói không kịp rồi mà. Chúng ta ly hôn đi. Mình đã nói với anh ấy rồi. Mình muốn ly hôn. Bây giờ cậu ở đâu? Có cần tụi mình đi tìm cậu bây giờ không? Vậy thì các cậu phải hơi phí sức rồi. Mình đang ở Hồ Nam. Cậu có biết là tụi mình tìm cậu sắp đi lên rồi không? Bây giờ cậu nói nhẹ nhàng như vậy, rốt cuộc là có chuyện hay là không đây? Nghĩ thông rồi cũng sẽ nhẹ nhõm thôi. Chị Hứa Uyển Sơn nói thế nào? Cho dù anh ấy nói gì cũng không thay đổi quyết định của mình đâu. Nhưng Tử Ngôn nhất định phải do mình nuôi. Vậy cậu có định để anh ấy đi ra tay trắng không? Không đâu. Từng là vợ chồng, cho dù có chia tay cũng không mang theo hận thù. Tuy trước đây mình từng nghĩ tới rồi, nhưng nghe cậu nói như vậy mình vẫn cảm thấy có chút... Cô Dài à, mình đã nói như thế nào mình cũng ủng hộ cậu. Nhưng cậu chọn như vậy mình càng ủng hộ hơn. Ly hôn là trừng phạt sai lầm của anh ấy. Nếu không ly hôn, sớm muộn cũng sẽ trừng phạt bản thân cậu. Mình làm vợ người ta, làm mẹ người ta, làm con gái người ta cũng đã quá lâu rồi. Bây giờ mình chỉ muốn làm chính mình thôi. Vậy cậu tính chừng nào thì cậu mới quay về đây? Lang thang thêm vài ngày nữa, để mình ổn định lại tâm trạng thì sẽ trở về thôi. Vậy ngày nào cậu cũng phải báo bình an vào nhóm đó nha. Mình yêu cậu, cố cố. Mình cũng yêu các cậu.
Tắt nha. Bye bye. Bye bye. Ủa bà xã, em tính đi đâu vậy? Em cứ ở trong nhà hoài, một chữ cũng không viết nổi nữa, cho nên là em ra ngoài để tìm cảm hứng. Em làm tác giả ngồi trong nhà còn không viết ra nổi một chữ, em ra ngoài thì làm sao có cảm hứng? Anh xem thường ai vậy? Vợ. Ít ra cũng phải nói với anh em muốn đi đâu chứ. Em đi tìm Cố Dài, đi Hồ Nam. Vậy được rồi chứ. Ôi, anh làm cái gì vậy? Em đang làm việc nghiêm chỉnh, sao mà anh cứ hỏi tới hỏi lui hoài à? Theo hiểu biết của người chồng này của em về em á, em không phải có chuyện nghiêm chỉnh, mà là em có chuyện. Được, để coi qua về em viết ra bao nhiêu chữ. Đơn hàng này anh nhớ theo dõi giùm tôi nha. À, đi ăn cơm hả? Tôi biết rồi, anh vất vả rồi, hôm nào mời anh ăn lẩu được không? Đúng vậy, tháng này cũng đã sắp trôi qua hết rồi. Cô ngồi đây đi. À, được, 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 được. Vậy thì anh vất vả rồi. Không sao. Tuy bản thân tôi mới tới làm ở điện tử Chí Thạnh không lâu, nhưng tôi cảm thấy rất sâu sắc. Một nhãn hiệu nổi tiếng lâu đời như Chí Thạnh là kết quả cày cuốc của mấy đời người. Nếu là người ở bộ phận tiêu thụ cơ sở, chỉ nghĩ tới lợi ích hạn hẹp trước thư mắt của cá nhân, đã được giao nhận đi. Riêng tư lập quá đơn giản, thì cuối cùng phải trả giá là nhãn hiệu của công ty, cũng nhất định ảnh hưởng tới tương lai phát triển của các vị. Hà Tiểu Quang gánh tội bị đuổi chính là ví dụ tốt nhất. Nếu các vị có bất kỳ chứng cứ gì hoặc sự thật gì muốn báo cáo thì gửi nặc danh tới hòm thư của tôi đều sẽ làm thay. Cục điều tra liêm chính. Răng. Chào sếp. À, xin lỗi cô không thể vào được. À, tôi là nhân viên ở đây, tôi phải vào trong đó đi làm. Xin lỗi cô nha,
Cô đã vào danh sách nhân viên trọng điểm của hệ thống giám sát công ty, chưa được cho phép thì không được vào đâu. Mời cô rời khỏi đây. Anh chỉ có thủ đoạn này sao? Anh yên tâm, tôi sẽ tiếp tục hoàn thành đơn hàng đòi nợ ở trong tay mình và cả đơn tiêu thụ khách hàng đã theo dõi. Những thời gian còn lại tôi còn có thể làm gì? Anh mở to mắt xem đi. Cô nói bộ phận bán hàng đã tiêu thụ hết hàng trên giá rồi mà, sao vẫn còn hàng tồn kho? Thật ra số hàng này trước đây là vì một số nguyên nhân tiêu thụ nên đã bị xếp lại ở đây. Đã kiểm tra chất lượng vài lần rồi, tuyệt đối không có vấn đề. Còn về phần cứng, tuy không phải là hàng mới nhất nhưng cũng có thể sử dụng bình thường. Chúng ta bàn về phần mềm đi. Khác biệt về sử dụng hầu như không có, nhưng mà giá cạnh tranh rất cao. Tôi có thể tin cô không? Đây là kêu tôi tiêu thụ hàng tồn kho của người khác đó. Đồ thì tuyệt đối không có vấn đề, là phần tiêu thụ của họ có vấn đề. Hay là hai người cứ từ từ bàn bạc lại đi. Cảm ơn. Sở dĩ tôi nghĩ tới cách này là vì trước đây lúc tôi còn làm nhân viên bán hàng quá xa xỉ, chúng tôi có những lúc trao đổi giữa các cửa hàng để giúp nhau tiêu thụ hết hàng tồn kho. Không phải cô nói cô có rất nhiều khách hàng hạng hai, không theo đuổi hàng mới nhất mà chạy theo giá cả cạnh tranh sao? Cô giúp tôi tiêu thụ hết chỗ hàng này, cả ba bên chúng ta đều có lợi. Bàn tính này của cô tính toán thật quá tốt, sắp xếp cho tôi rõ ràng mọi thứ như vậy luôn. Ừ, đúng vậy. Hoàn thành đơn hàng này của cô thì có thể giúp tôi đòi lại khoản nợ của họ. Thành tích tiêu thụ có thể thuộc về tôi rồi. Cô cứ xem lại rồi làm đi. Được, cô đã nói thẳng như vậy rồi. Phần ân tình này cho cô nợ đó. Cảm ơn chị Y Y. Buông tôi ra. Vội vàng cái gì chứ? Vội vàng quay về sửa tài liệu tố giác tôi hả? Đừng có sợ, tôi tới đây chỉ muốn hỏi cô, giữa tôi và cô rốt cuộc có thâm thù gì mà cô lại phải chơi tôi như vậy? Cô muốn đạp đổ tôi nữa? Là do anh quá nhiều chuyện, chứ tôi không muốn đạp đổ anh. Tôi làm quá nhiều chuyện hả? Cô tưởng là tôi ép cô đi rồi thì Chí Thành sẽ sạch sẽ sao? Cả ngành này sẽ sạch sẽ sao? Cô tưởng cô là ai? Anh hùng siêu nhân hả? Chuyện chính nghĩa này á, có cần cô phải ra tay không? Anh nghĩ nhiều quá rồi. Tôi không có lý tưởng lớn như vậy. Tôi không muốn gây sự. Nhưng mà chuyện này đổ lên đầu tôi, tôi không định tránh ra đâu. Buông tôi ra. Không muốn tránh. Vậy cô lùi làm gì? Nếu như cô không muốn tránh, vậy thì chúng ta tính toán cách khác. Vậy đi, tôi có thể cho cô một khoản tiền. Số tiền này chắc chắn là cô sẽ không thể tưởng tượng được đâu. Tuyệt đối có thể cho cô an phận lập nghiệp ở Thượng Hải này, nhưng mà với một điều kiện. Cô nhất định phải hủy bỏ tất cả các tài liệu tố giác tôi. Thời gian trước đây là ai đã khiến tôi không thể ở lại Thượng Hải được nữa? Sao bây giờ trở quẻ rồi? Rốt cuộc cô muốn làm sao đây? Rốt cuộc cô muốn cái gì? Lúc mà tôi bắt đầu nhìn thấy anh thì tôi đã nghĩ, anh đã làm những chuyện như vậy bắt đầu từ khi nào vậy chứ? Là từ một bữa cơm, một cái đồng hồ, sau đó tới một chiếc xe, một căn hộ. Nguyên tắc đều là lùi từng bước một, lá gan anh càng ngày càng lớn. Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này, nhưng tôi nhìn thấy bộ dạng bây giờ của anh, vẫn không biết hổ thẹn với lương tâm mà sống như vậy. Đặc biệt là lúc đầu, lúc vẫn có cơ hội để lựa chọn, đừng để mình đứng giữa ranh giới không phân biệt đúng sai. Những vấn đề đó của anh không quyết định bởi việc tôi tố giác anh hay không.
mà chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Alo, Quỳ tổng, chào ông. Ngày mai tôi sai tài xế đi đón cô, cùng nhau ăn bữa cơm. Dạ được. Ngụy tổng, sáng nay Frank đã bị dẫn đi từ công ty. Bên điều tra liêm chính của công ty đã giao cho bên tư pháp rồi. Một mình cô có thể khiến cho bộ phận tiêu thụ của tôi bàng hoàng tới như vậy. Ngụy tổng, thành thật xin lỗi ông, tôi không nghĩ sẽ ảnh hưởng tới bộ phận tiêu thụ. Tôi chỉ nhằm vào cá nhân thôi. Nếu cô cảm thấy đó là chuyện chính nghĩa thì sao phải xin lỗi tôi chứ? Thật ra là tôi đã muốn xử cậu ta từ lâu rồi, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp. Nhưng mà không ngờ cô đã đẩy nhanh việc này một cách ngoài ý muốn rồi. Chuyện tôi càng không ngờ là cô là một cô gái nhưng lại dám đối mặt một cách cứng rắn như vậy. Bây giờ đã không còn ai giúp đỡ mà cô vẫn có thể chạy tới kho hàng thúc giục nợ đòi hàng. Vẫn phải tiếp tục làm việc mà, tôi còn phải kiếm qua hồng từ ông nữa mà. Xin hai vị chờ một lát, luật sư Trần sẽ tới ngay ạ. Thật sự phải kiên quyết ly hôn vậy sao? Cho dù anh không quan trọng, nhưng chúng ta vẫn còn bé Tử Ngôn mà. Thật ra tôi đã nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Có thể vì con mà sống như không có gì không? Thật ra có rất nhiều cặp vợ chồng giữa họ, dù có ngăn cách thì vẫn có thể đi tiếp được. Nhưng tôi thì không được. Bởi vì 10 năm trước đó thật sự quá đẹp đẽ. Tôi không muốn bắt đầu từ hôm nay luôn luôn đi con đường xuống dốc. Trước đây tôi tin tưởng anh bao nhiêu thì bây giờ không tin tưởng bấy nhiêu. Tôi cũng không muốn ngày nào đó nói với con mẹ và ba không ly hôn, đều là vì con. Cô Dài,
Em cũng đã nói 10 năm vừa qua thật sự rất tốt đẹp. Tha thứ cho anh một lần được không? Có những chuyện xảy ra đã xảy ra rồi, không thể quay lại được. Trước đây tôi cảm thấy pháo hoa xanh đẹp nhất ở trong lòng anh chỉ phóng lên vì một mình tôi thôi. Nhưng mà niềm tin này đã sụp đổ. Anh chỉ là nhất thời hồ đồ. Chuyện đó không thể hiện điều gì hết. Nhưng đối với tôi rất quan trọng. Nó giống như một cái gai đâm vào trong tim của tôi. Rút ra thì máu sẽ tung tóe toàn thân. Phóng một màn pháo qua thì sẽ đau một lần. Hôn nhân của chúng ta không phải là thất bại, chỉ là kết thúc thôi. Tôi đã viết ra thỏa thuận theo bàn bạc của hai vị rồi, ký xong thì sẽ có hiệu lực. Alo. Sao vậy? Sườn pháo hoa nổ rồi. In giúp tôi toàn bộ những bảo hiểm thương nghiệp này ra nha. Chị Giai, xưởng trưởng Nhan gọi điện tới nói đã có truyền thông đi phỏng vấn, tình hình thương vong đã thông báo xác minh rồi. Cô mau chóng làm chu đáo việc đó đi. Dạ dạ. Tình hình thương vong sao rồi? Có 2 công nhân bị chết, còn có 3 người bị thương đang cứu chữa ở bệnh viện. Mà người quan trọng nhất, đàm phán bồi thường trước đi. Dạ. Điều tra rõ nguyên nhân chưa? Tìm được rồi, không phải bộ phận sản xuất nổ, là do số pháo hoa xanh cuối cùng chưa gửi đi. Gần đây có thêm vài trận mưa, độ ẩm trong xưởng bỗng nhiên cao lên cho nên. Được, tôi biết rồi. Dạ. Tiểu Từ. Chị Giai, bây giờ trong tài khoản chúng ta còn bao nhiêu tiền? Có lẽ không tới 2 triệu đâu. Bây giờ là cuối năm, có rất nhiều khoản tiền vẫn chưa thu về. Giờ có chuyện sẽ có nhiều đơn hàng không hoàn thành được, có thể còn phải đối diện với bồi thường vi phạm hợp đồng. Quan hệ tốt còn có thể trì hoãn được, nhưng mà không lạc quan. Tôi hiểu rồi, anh tính tỉ mỉ xem còn bao nhiêu tiền, anh cứ việc tính ra hết. Không đủ thì tôi sẽ nghĩ cách đi. À được, vậy tôi sẽ đi làm. Chị Giai, luật sư nói là đã tới dưới lầu rồi, muốn bàn bạc với chị về phương án giải quyết tiếp theo. Cô dẫn anh ấy tới phòng hội nghị đi. Dạ. Luật sư đã tới rồi. Xong rồi. Công ty xong rồi. Anh cũng xong rồi.
Những chuyện trước đây đều do tôi gánh vác thay anh. Nhưng mà chuyện này anh chỉ có thể tự mình đối mặt. Bà xã, có cần đón nó ra ngoài chơi không? Không cần đâu. Cô Dài, anh xin lỗi. Công an. Sao rồi vợ? Ra ngoài mấy ngày rồi? Hoàn thành tác phẩm lớn chưa? Một chữ em cũng chưa viết ra nữa. Anh biết ngay mà. Nói thật đi, có phải em lén đi một mình để trốn ra ngoài chơi không? Em không có ra ngoài chơi. Em đã làm xong một chuyện lớn vô cùng quan trọng. Là chuyện gì? Về nhà em sẽ nói cho anh biết. Hả? Nè. Cái gì đây? Thì anh mở ra xem đi. Sổ đỏ quyền sử dụng bất động sản. Em về chỗ mẹ anh hả? Ừ. Trần Húc có nói với em rồi, cái nhà trọ mà mẹ anh đang quản lý người ta muốn bán đi, nên em nghĩ cứ dứt khoát mua luôn đi, không có áp lực về tiền thuê. Sau này ngày lễ ngày Tết mẹ muốn nghỉ ngơi, còn có thể tới Thượng Hải ăn Tết với tụi mình. Em đã tốn hết bao nhiêu tiền? Không tới 1 triệu. Cái gì? Không tới 1 triệu hả? Ừ. Anh coi, những thứ trước kia mẹ em mua, em có thể cảm nhận được thái độ của anh. Anh vô cùng để ý việc bỗng nhiên có khoản tiền này ảnh hưởng thế nào đối với mình. Cho nên em muốn dứt khoát dùng nó vào chỗ thực tế nhất. Em đã nghĩ đi nghĩ lại, dùng vào đây là tốt nhất. Nhưng mà vợ ơi, tự nhiên em dùng một khoản tiền lớn như vậy cũng không bàn bạc với anh, lại còn là mua cho mẹ của anh nữa. Em coi có em sao đó. Đâu, cùng lắm là em viết thêm một cuốn sách, sau đó em bán sách đi kiếm tiền. Với lại em làm như vậy thì anh... Ông xã, không cần có áp lực lớn như vậy đâu. Hơn nữa đây là chuyện mà em muốn làm, đặc biệt có cảm giác rất thành tựu. Vậy em ra ngoài mấy ngày nay chính là để làm chuyện này hả? Dĩ nhiên rồi. Nếu như em nói trước với anh thì anh còn ngạc nhiên gì chứ. Alo. Hả? Tình hình tệ tới mức nào? Tệ hơn mình tưởng tượng một chút. Từ cuối năm tới Tết âm lịch đều là lễ mừng của các công ty lớn. Nhưng đơn hàng ký với các công ty trước đó, bây giờ vì công xưởng xảy ra chuyện không thể hoàn thành được. Tiền bồi thường vi phạm hợp đồng là không thể thiếu rồi. Tất cả các quy trình khoản nợ mình đều rất quen thuộc. Mình có thể giúp cậu xem lại các hợp đồng, xem có chỗ nào có thể trì hoãn được không. Bây giờ không thể trì hoãn được nữa, mình cũng không có cách nào khác. Có lẽ là căn nhà này cũng không thể giữ nổi.
Căn nhà này trước đây vẫn còn nợ một chút, còn thế chấp giúp cho công ty. Bây giờ bán nó đi thì may ra trả được nợ. Vậy trước đó cậu nói làm thủ tục ly hôn đã làm xong chưa? Vẫn chưa làm kịp. Vậy chính là vợ chồng cùng trả nợ rồi. Đúng là mình cùng trả. Vào thời điểm này phải cùng nhau gánh vác thôi. Sáng sớm ngày mai mình sẽ bay tới xưởng pháo hoa để lo việc bồi thường và chữa trị, cùng với bồi thường mai táng nữa. Luật sư nói nếu thỏa thuận được chuyện này sẽ giúp ích cho việc tuyên án sau này của anh ấy. Một mình cậu có được không? Còn có đồng nghiệp ở công ty và cả luật sư nữa. Hai người yên tâm ha. Nếu cậu không có thời gian, cậu cứ để Tử Ngôn ở chỗ mình đi. Dù sao bây giờ mình cũng làm ở nhà, mình có thời gian. Mình sắp xếp xong hết rồi, ba mình sẽ qua đây. Chị Trần cũng ở đây. Hiểu Cần, có một chuyện thật sự cần cậu giúp mình. Cậu nói đi. Căn nhà này của mình đã đăng bán ở trên mạng rồi. Cậu giúp mình tìm đồng nghiệp bất động sản trước đây của cậu, nhờ họ hỏi thăm giùm mình xem thử hộ gia đình ở tiểu khu này có ai muốn mua nhà không. Mình thấy có thể đây là cách để bán nhà nhanh nhất. Bây giờ tin trên mạng đều có rồi, muốn tới xem nhà bất cứ lúc nào cũng được. Không thành vấn đề. Chút nữa cậu gửi liên kết cho mình để ngày mai mình nhờ họ làm giúp cậu. Cô Dài à, cậu không thể gánh vác một mình được. Có chuyện gì cứ giao cho tụi mình đi. Ba. Ủa con gái. Rượu mua cho ba nè. Ôi ơi, rượu này ngon nè. Nhưng mà mắc lắm phải không con? Thì ba thích uống mà. Ê, trời. À. Mẹ, con về rồi nè. Con còn biết nhà ở đâu hả? Mẹ làm sao vậy? Nói chuyện gì mà kỳ lạ quá vậy? Mẹ coi nè. Ê. Con mua cho ba mẹ cái mền tơ tằm. Trời lạnh rồi, đắp cho ấm. Nói thật cho mẹ biết đi, căn nhà đó của mẹ Trần giữ, có phải con dùng tiền bán sách để mua không? Dạ phải. Đó đó đó, ông nghe chưa? Đây là con gái cưng mà chúng ta cực khổ vất vả thay từng cái tả nuôi lớn đó. Kiếm được tiền không dễ gì, mà nó không nói sẽ mua nhà cho ba mẹ nó, mà người ta chỉ mua nhà cho mẹ chồng thôi. Mẹ, đâu phải ba mẹ không có nhà để ở đâu mà. Với lại chuyện này không phải con nói, con làm bởi vì mẹ chồng con. Con chỉ muốn làm chút chuyện cho Trần Dữ thôi. Với lại còn căn nhà của con và Trần Dữ, lúc làm giấy tờ ảnh thêm tên con vào, sao mẹ không nói gì hết? Chuyện ở trên người mình thì phủi sạch, mà với bên ngoài tính toán rõ ràng vậy mẹ. Nè, thực ra thì chuyện này á, tôi có cùng lập trường với con gái của mình. Kiếm tiền là do hai vợ chồng nó kiếm được ha. Dùng thế nào là do tụi nhỏ tự quyết định. Ông thì biết cái gì chứ? Con gái chúng ta vất vả viết bản thảo như vậy mới kiếm được chút tiền. Hay, nó dùng cho bản thân nó thì tôi không nói gì hết. Hoặc là nó dùng cho nó và Trần Dữ thì tôi cũng không nói gì. Mẹ, cái gì mà không dùng cho bản thân mình? Nói vậy thì con phải mua cho mình một chiếc xe, sau đó đổi cái nhà khác cho mình mới tính là chi tiêu cho bản thân sao? Mẹ cũng biết năm đó gia đình chồng con sau khi bán nhà trả nợ thì vẫn phải luôn ở nhà thuê mướn mà. Mẹ chồng con nuôi hai anh em Trần Dữ và Trần Húc, đi học, làm việc cũng không tích lũy được bao nhiêu tiền đâu. Đây cũng luôn là nỗi muộn phiền của chồng con. Tới khi lớn tuổi như vậy rồi, ai lại không có một mái nhà thuộc về bản thân mình chứ. Với lại lúc đó chồng con đã góp được một khoản tiền đầu tiên là cũng muốn mua nhà cho mẹ anh ấy mà. Nhưng mẹ chồng con nhất quyết không chịu, mới mua căn nhà mà tụi con ở hiện nay đó. Ba, mẹ, nhà của mình tuy không giàu có gì, nhưng từ nhỏ tới giờ con chưa bao giờ chịu cảnh nghèo khổ. Ngày trước con cảm thấy tiền nhiều hay ít cũng không quan trọng gì lắm, nhưng bây giờ con cảm thấy chuyện đó cũng thật quan trọng. Quan trọng là ở chỗ có thể khiến con người sống thoải mái. Bây giờ con thật sự rất thích công việc mà con đang làm, cho nên con mới có sức mạnh để thôi việc viết tiểu thuyết.
nên con cũng muốn giúp chồng con chút bớt gánh nặng, để anh ấy có thể làm chuyện mình thích. Cuộc sống không phải sẽ ngày càng tốt hơn sao mẹ? Lúc mẹ vẫn còn khỏe thì mẹ kéo con đi, lúc con còn khỏe thì con dắt mẹ đi. Còn hai vợ chồng sống với nhau không phải như vậy sao? Đó, nghe chưa, nghe chưa, nghe chưa? Tôi đã nói rồi mà, đời sau còn mạnh hơn đời trước. Ra liền. Ba, con tới đón Hiểu Cần. Vào nhà đi con. Tiếc là con tới trễ rồi, những lời Hiểu Cần vừa nói lúc nãy con không nghe thấy. Con nghe rồi, lúc nãy ở ngoài đợi con đã nghe hết rồi ba. Ây da. Hôm nay Frank bị cảnh sát dẫn đi rồi. Bị bắt thật rồi hả? Không điều tra thì không biết. Chuyện liên quan tới anh ta quá lớn luôn. Sau đó có rất nhiều người vô tội trước đây bị anh ta bắt nạt, đều tố cáo nạt danh. Tài liệu càng thu thập càng nhiều. Trống dở dạng người đánh, không đánh thì phí quá. Đúng là tự tạo nghiệp không thể sống. Ý, nhưng mà cô đó thật sự rất dũng cảm, tôi thích lắm. Cô có nghĩ tới chuyện qua chỗ tôi hay không? Con người tôi chỉ thích đi thẳng về thẳng. Nếu như có chuyện gì, có thứ gì mình thích thì phải ra tay lập tức thì mới được. Nếu cô suy nghĩ tới việc qua chỗ tôi, chức vị mà cô thích có thể bàn bạc mà. Vậy cô chuẩn bị tiền lương cho tôi là bao nhiêu? Thật ra sau khi trải qua chuyện này rồi, tôi cảm thấy cách nhìn nhận của tôi có một chút thay đổi. Cô nói xem, chuyện này là tôi may mắn, người đi là anh ta. Nhưng suýt chút nữa thì tôi cũng không còn gì nữa rồi. Lỡ sau này tôi gặp phải những người như anh ta, Phan Lý gì đó, Phan Trương gì đó, vậy thì tôi phải làm sao đây? Cô nghĩ nhiều như vậy làm gì? Cho dù cô ở đâu cùng với ai thì chỉ cần bản thân cô giỏi là được rồi. Trước đây cô làm nhân viên bán hàng, dám nghĩ tới việc mình có thể làm người đòi nợ không? Còn làm tốt vậy nữa. Con người không lăn lộn nhiều hơn thì sẽ không biết mình mạnh mẽ tới đâu. Cũng đúng. Cảm ơn chị Y. Gọi vậy già quá. Tôi thích ghẹo chị như vậy đó. Cùng ly nào. Anh không lấy xe hả? Anh đậu xe ở ngoài khu nhà. Nó nghe giận. Chuyện mua nhà cho mẹ của anh, em đúng là thiếu suy xét. Ba mẹ em có ý kiến cũng là đương nhiên. Có ý kiến cũng chỉ là nhất thời thôi, mẹ em sẽ nghĩ thông mà. Một là ba mẹ không thiếu tiền, hai là cũng không nghĩ tới tiền của tụi mình. Chuyện này cũng không ảnh hưởng tới ba mẹ. Cùng lắm tiền bán sách tiếp theo em sẽ cho ba mẹ. Nghĩ có một chiều vậy mà cũng nghĩ được nữa. Sao lại nghĩ một chiều chứ? Có rất nhiều chuyện vốn không hề phức tạp mà, là con người nghĩ phức tạp thôi. Em thì không thích vậy đâu. Em chỉ muốn làm tốt những chuyện trước mắt. Xa quá thì em cũng không nhìn thấy. Đưa đồ tốt cho em thì em nhận, không đưa thì em cũng không dành. Đây chính là triết học nhân sinh lười biếng của em. Hay da bà xã ơi, bây giờ anh mới thấy là mình đã nhặt được một báu vật rồi. Nhặt thôi sao? Không phải là cầu sao? À, chúng ta đi ăn cơm thôi. Ba. Con có cần về nhà ngủ một chút không? Mấy ngày rồi con chưa ngủ đúng không? Không sao, con không buồn ngủ. Bên công ty còn có cả đống việc đang đợi con, với lại chuyện công xưởng trà. Chút nữa ba đem hành lý về nhà giùm con nha, con qua công ty một chuyến. Được, ba gọi mì cho con rồi, con ăn chút đi. Con thật sự đói rồi. Cả ngày nay con không ăn cơm sao? Mấy ngày nay luôn ngồi trước cửa nhà người ta bàn chuyện bồi thường xin tha thứ. Đã lấy được giấy thông cảm của họ, luật sư nói có thể xét để giảm tội. Bà đã nói từ lâu rồi mà, cuối cùng tất cả mọi chuyện đều đổ lên đầu con gái của bà. Con nghĩ kỹ rồi, cuối năm con sẽ đóng cửa công ty luôn, để nhân viên cầm lấy tiền thôi việc.
về nhà đón Tết với người thân. Không có cách nào khác sao? Có kéo dài tiếp cũng vô ích thôi ba. Công ty phải bồi thường vi phạm hợp đồng, công xưởng cũng phải bồi thường tiền an táng, trợ cấp an ủi. Con muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này cho xong. Con mau ăn đi. Khởi nghiệp. Bánh kép hành lá chị Hồng.